Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắc đã ban hành công văn gửi Ban chỉ đạo 389 Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, kinh doanh thuốc qua mạng xã hội. Theo đó, ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc giao ban chỉ đạo 389 của tỉnh đắk lắc và các ngành liên quan triển khai nghiêm túc về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra chất lượng thuốc, đấu tranh chống thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc, trong đó chú trọng đến công tác điều tra, khám phá, xử lý các đường dây, cơ sở sản xuất kinh doanh thuốc trái phép sở y tế phối hợp với sở thông tin và truyền thông tổ chức tuyên truyền phổ biến cho người dân về tác hại của việc tự mua thuốc điều trị tuyên truyền vận động người dân đến khám bệnh và điều trị tại cơ sở y tế và mua thuốc tại các cơ sở bán lẻ thuốc đã được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động tuân thủ phác đồ điều trị của thầy thuốc chủ động nắm bắt các thông tin về việc sản xuất mua bán quảng cáo thuốc bất hợp pháp trên mạng xã hội và qua phản ánh của các phương tiện thông tin truyền thông phối hợp với các cơ quan chức năng thanh tra kiểm tra xác minh thông tin xử lý nghiêm các vi phạm trên địa bàn nếu có công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng các tổ chức cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành để người dân tránh mua phải các thuốc chưa được phép lưu hành